Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Hôm nay mình xin giới thiệu mình mới về được con Amply có model là Luckman L80V. Đây là dòng Amply cao cấp đến từ hãng Luckman Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng pha tím hồng. Máy mình về tình trạng mặt mày núm nút chữ nghĩa là còn rất sáng, rất mới, rất đẹp. Tất cả còn nguyên xin nguyên bản, hàng đấu giá về. Cạnh rồi là không tì vết, rất đẹp luôn các bạn. Dòng Luckman L80V được sản xuất vào năm 1975. Sau khi thành công những dòng như 308, 309, 309V đó, thì dòng Luckman tiếp tục ra một sản phẩm, đó là Luckman L80V. Được sản xuất vào năm 1975, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 200W. Đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, các bạn đánh một cặp hoặc các bạn có thể đánh được hai cặp cùng lúc, thì công suất đầu ra mỗi loa là 50W một loa. Cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass 30cm. Thì dòng Luckman 80V này đánh tương đối rất tốt. Chất âm của nó tiếng bass mềm sâu, mid chép sáng ngọt ngào chi tiết, phù hợp nhạc trữ tình. Những dòng nhạc boro, nhạc vàng, những dòng nhạc tiết tấu du dương á, thì dòng Luckman 80V này đánh rất tốt. Được các anh em chơi Euro đánh giá rất cao nghe các bạn. Nghe hai bài đẹp, các bạn mua về trưng bày rất là sang trọng. Chất âm của nó rất ngọt ngào, sâu lắng nghe các bạn. Với kích thước chiều ngang là 45cm, cao 16cm và hậu sâu là 30cm và máy nặng 10,1kg. Đây là đặc trị của những dòng loa JBL nghe các bạn. Được thiết kế ở đây coi là đầy đủ tinh chỉnh bass, treble. Bass có 3 tầng tăng giảm, treble cũng vậy, có 3 tầng để tăng độ FP nếu các bạn tùy các bạn thay các bạn. Ở đây có chức năng defit và ba lăng, lao nét đầy đủ nghe các bạn. Ngõ vào thì có tổng cộng là 5 ngõ vào, bao gồm 2 ngõ phono, 1 ngõ tuner và 2 ngõ AUX nghe các bạn. Hiện tại đang kết nối ngõ AUX 1. Rồi sau đây mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem luôn. Ở trên của nó thiết kế là có một hồi gỗ, tất cả còn nguyên zin nghe các bạn, không dầm tút, không xì ba, cũng không cứng móp, bong tróc gì nghe các bạn. Trải qua thời gian cũng gần 50 năm được như vậy là rất là đẹp luôn các bạn. Đó, nhìn vào tổng thể mặt sau là các bạn nhìn những rắc RCA là còn rất trắng nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây là có ngõ AUX1, ngõ AUX2, hai ngõ phono ha. Ở dưới là đường red out monitor. Rồi, tất cả còn rất đẹp. Dùng máy mình chưa vệ sinh, chỉ còn bụi thôi. Đó. Tất cả các sắc còn rất sáng, ở đây tản chạy nhiệt. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Thông tin là Luckman L80V. Số series 0353 đuôi. IC 100V và 200W ha. Ở đây có một IC OLED với total là 300W, nhưng đầu CD giải mã oxy, sử dụng điện 100V, các bạn đưa đây cho đỡ lòng thòng dây. Dây nguồn zin và dây nguồn dính rất mềm nghe các bạn. Tổng thể mặt sau còn rất đẹp các bạn. Không có điểm chen nghe các bạn. Các bạn nhìn cái vỏ gỗ là các bạn biết độ mọc của máy ha, còn rất mọc các bạn. Rất đẹp. Còn bụi bám thôi các bạn ha. Rồi. Ở đây vỏ gỗ cũng còn rất đẹp nghe các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc để mình mở nội thất cho các bạn xem. Như đã dấu yêu từ hồi nào, ai cũng sẽ vui rằng mình đã đến trước nhau. Nồng nàn như đã dấu yêu. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Sau đây đi vào nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy là sườn sắt ở dưới là còn sắc xi 7 màu này các bạn, còn rất mới ha. Rất đẹp, bao gồm một tăng phô,
rất là to luôn. Hai tù lọc nguồn đây nghe các bạn, 50V và 10.000 microfarad, hai tù đều giống nhau. Sườn sắt ở dưới hai bên là sắt xi 7 màu nên các bạn không có gì điểm về trách phàn nàn ha. Dòng này thì chạy 4 sò nghe các bạn. Hai tương ứng hai bao mạch công suất với trái phải nằm phía dưới đây. Đây. Sò, chân sò đồ còn rất mới nghe các bạn. Các bạn nhìn không có điểm chê nghe các bạn. Sử dụng bên vế trái là hai sò, một đen một đỏ. Và vế phải cũng sử dụng hai sò, một đen một đỏ, sò nét nghe các bạn. Tất cả còn nguyên zin, mình bao zin cho các bạn. Ở đây bao mạch tín hiệu phân rề nè các bạn. Bạn nhìn các chiếc áp rồi sườn sắt ở trong là bạn không có điểm chê. Rất là vàng, rất mới các bạn. Sắc xi còn 7 màu. Rồi sẵn mình cho các bạn xem mặt đáy luôn. Đó các bạn nhìn sườn sắt nè, rất đẹp mà. Không có điểm chê các bạn ha. Tất cả còn nguyên zin. Hàng đấu giá về mình chỉ test hoạt động hoàn hảo, mình quay cho các bạn xem luôn. Dòng này các bạn mua về ngay trưng bày đều rất đẹp nha các bạn. Rồi để mình hạ máy xuống. Rất đẹp đó. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc ngắn. Ngày nào khi bát này bạn quên em để về thao thức dạ. Bao đêm mình tăng bát nha bạn. Hỏi lòng anh yêu, anh đã yêu em nhiều dạ. Dù anh chưa biết đẹp nè bạn tên. Nào ngờ như thoáng mong manh một chiều em đến bên anh, tăng thêm bạn để lòng anh ngất ngây vì anh sang đâu chờ cuộc mê say dạ. Nụ cười em xinh ba lần bài thơ bài rất cân bằng các bạn ha. Ở đây nó có lao kết, hai kết substantial và dành cho giải cao và giải trầm nghe các bạn, tùy theo độ tai các bạn bật qua tương ứng. Thông thường các bạn bật giữa là từ cân bằng. Ở đây lao nét nè bạn, trên nè, ở dưới là lao frequency nè bạn, rất em phê ha. Ở đây đường doubling và đường test monitor. Ngoài ra nó có chức năng nghe, ấn lên là các bạn nghe mono reverb các bạn, tiếng sẽ vang. Còn bật giữa là nghe stereo. Đó, còn bật xuống là nghe mono ha. Thông thường các bạn cứ bật stereo cho mình dễ nghe. Đó là nút nguồn, rất đẹp các bạn. Rồi. Máy về tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo. À, máy bán ra. Mình cam kết xinh đẹp xuất sắc nghe các bạn, hàng đấu giá về. Đặc biệt cái giá mình bán ra rất tốt nghe các bạn. Bạn nào có nhu cầu đừng ngần ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình số điện thoại 0903 747 111. Đây là cái vỏ zin của nó luôn nghe các bạn. Đó, vỏ zin còn rất mập. Đó, các bạn nhìn là rất đẹp các bạn. Ở trong nó có một miếng nhôm xung quanh là nhằm chống nhiễu nghe các bạn. Đó, không trầy xước, không giảm tút, không xì ba nghe các bạn, còn rất đẹp, rất mập. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn. Tôi buồn như phố cũ mưa bay, bàn chân từng ngón ngưng không ngờ, lạc mất đường đi tại dấu bay. Rồi em sẽ hay, tôi gầy như phiến lá trên cây, gió khuya thổi dần ngàn tâm sự, thiên đường tôi là thời hay.
buồn vui theo chiếc kèo ở tay người. Rồi, rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo con âm ly có model Luckman L80V, mình về xinh đẹp xuất sắc không tì vết. Nội thất con này là các bạn khỏi chê luôn, sườn sắt đâu còn sắc xe 7 màu. Máy bán ra với giá rất tốt, chỉ là 17.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào cốt mình không bao ship. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Tạm biệt.